Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam đón tiếp Chủ tịch đảng cầm quyền Nga chỉ sau một ngày gặp Tổng thống Ukraine. Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam đã tiếp đón ông Dmitry Medvedev, Chủ tịch đảng nước Nga thống nhất, vào ngày 22 tháng 5 tại Hà Nội. Được biết, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm riêng với ông Medvedev. Trong đó, Hai bên đã trao đổi về tình hình quốc tế và các phương hướng để thúc đẩy phát triển tích cực trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu hai nhà lãnh đạo đó có đề cập cụ thể đến cuộc chiến ở Ukraine hay không. Hình ảnh ông Medvedev và Phạm Minh Chính trong cuộc gặp. Truyền thông Việt Nam cho biết hai bên đã ký tuyên bố chung nhằm tăng cường hợp tác trên các vấn đề khu vực và quốc tế, củng cố hòa bình và an ninh, bảo vệ tăng cường các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Báo chí cũng không cho biết liệu ông Medvedev có vận động Việt Nam ủng hộ cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine hay không. VOA tiếng Việt trích dẫn ý kiến của nhà bình luận Trần Quốc Quân trong một bài viết ngày 23 tháng 5 cho rằng, Việt Nam có thể đã khéo léo né tránh để không tiếp tục ủng hộ Nga trong cuộc chiến Ukraine. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẽ luôn kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ và tích cực hội nhập quốc tế. Việt Nam đang đối mặt với một tình hình khó khăn với Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, Việt Nam không đứng về bên nào, theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện IC Yusuf Ishak nói với VOA rằng Việt Nam ủng hộ luật pháp quốc tế để ngừng bắn và tiến tới một giải pháp hòa bình, phản đối Nga xâm lược nhưng không ủng hộ việc trừng phạt Nga chính quyền Việt Nam chỉ thấy khó khăn ở chỗ cuộc chiến này ảnh hưởng tới Việt Nam. Hình ảnh bài trên VOA. Tuy nhiên, danh nhân Trần Quốc Quân nói rằng, mặc dù Việt Nam muốn duy trì mối quan hệ truyền thống tốt với Nga, nhưng những gắn kết về kim ngạch thương mại của Việt Nam với Liên Hiệp Châu Âu và Mỹ lớn gấp hàng chục lần so với Nga. Điều này làm cho cuộc xâm lược và sự vi phạm luật pháp quốc tế của Nga khiến Việt Nam khó xử hơn. Nhà bình luận Trần Quốc Quân lưu ý rằng trong bối cảnh Mỹ đã cảnh báo cho bất cứ nước nào ủng hộ Nga xâm lược Ukraine, thậm chí cả Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới vẫn chưa dám làm trái ý của Mỹ và phương Tây, thì Việt Nam càng không dám làm điều đó. Ông Quân cho rằng Việt Nam có thể đã khéo léo né tránh để không ủng hộ Nga trong cuộc chiến Ukraine. Bình luận của ông Quân cho thấy Việt Nam có thể có quyền lợi quá lớn với khối phương Tây và Mỹ và càng khó để có thể làm trái ý muốn của họ. Chuyển thăm của ông Medvedev được xem là chỉ trên phương diện của đảng cầm quyền của Nga và Việt Nam có thể đã khéo léo né tránh để không ủng hộ Nga trong cuộc chiến Ukraine. Hình ảnh ông Medvedev và Nguyễn Phú Trọng Nhà bình luận Trần Quốc Quân nhấn mạnh rằng việc Thủ tướng Chính gặp Tổng thống Zelensky tại Hiroshima khi tham dự hội nghị G7 mở rộng là cơ hội tốt để Việt Nam thể hiện quan điểm của mình đối với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, nhận được sự ủng hộ của đối tác quốc tế và khẳng định chính sách hướng đến hòa bình của Việt Nam. Tuy nhiên, việc đón tiếp chủ tịch đảng nước Nga thống nhất cầm quyền lâu năm, ông Medvedev, cũng chỉ một ngày sau cuộc gặp với tổng thống Ukraine đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Tiến sĩ Hà Hoàng hợp cho rằng việc gặp nhau chỉ là sự chào hỏi bình thường đồng thời khẳng định lập trường của Việt Nam là ủng hộ việc sử dụng luật pháp quốc tế để giải quyết xung đột, phản đối sử dụng vũ lực và không xâm phạm chủ quyền của các quốc gia bất kể đối tác là ai. Nhà nghiên cứu quân lưu ý rằng sự khác biệt giữa Việt Nam và Nga là rất lớn khi Việt Nam có mối quan hệ kinh tế và đối tác quốc tế với các nước phương Tây và Mỹ, trong khi kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nga chỉ tầm vài trăm triệu USD mỗi năm. Do đó, Việt Nam khó có thể tránh được sức ép của đối tác quốc tế nếu hành động của mình không phù hợp trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Việt Nam đón tiếp Chủ tịch đảng cầm quyền Nga chỉ sau một ngày gặp Tổng thống Ukraine. Tổng thống Ukraine đến hội nghị G7 và nhận được nhiều sự ủng hộ. Ngày 20 tháng 5, AFI tiếng Việt loan tin tổng thống Mỹ mở đường cho việc cung cấp F16 cho Ukraine. Hình ảnh bản tin trên AFI. AFI cho biết có thể nói đây là một bước ngoặt quan trọng về sự yểm trợ của phương Tây đối với Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Tại thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản ngày 19 tháng 5, tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố kể từ nay sẵn sàng cho phép các nước khác cung cấp cho Ukraine loại chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất. Theo AFI, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Jack Sullivan được hãng tin AFP trích dẫn cho biết Tổng thống Biden cũng ủng hộ một sáng kiến chung nhằm huấn luyện cho các phi công Ukraine sử dụng loại chiến đấu cơ thế hệ thứ tư, trong đó có F-16 của Mỹ. Ngay sau thông báo của Tổng thống Biden, Bộ Quốc phòng Đan Mạch đã thông báo nước này sẽ tham gia vào việc huấn luyện các phi công Ukraine lái chiến đấu cơ F-16. Trong thời gian qua, AFI cho biết áp lực lên Tổng thống Mỹ ngày càng tăng, đòi ông phải bật đèn xanh cho việc cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine từ những nước đang có các phi cơ này. Việc giao F-16 cho các nước thứ ba phải có sự chấp thuận của Washington, cụ thể là của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ do cần phải bảo vệ bí mật công nghệ quân sự của Mỹ. Hình ảnh máy bay F-16 do Mỹ sản xuất AFI cho hay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay lập tức hoan nghênh quyết định nói trên của Tổng thống Biden, một quyết định mà ông cho là mang tính lịch sử. Theo lời Cố vấn An ninh Quốc gia Sullivan, Tổng thống Biden rất nôn nóng gặp đồng nhiệm Ukraine để thảo luận về việc thực hiện kế hoạch này trong một cuộc gặp gỡ ở Hiroshima bên lề thượng đỉnh nhóm G7. Cũng theo AFI, Tổng thống Ukraine Zelensky đã bay từ Ả Rập Xê Út trên một chiếc máy bay của Cộng hòa Pháp và đã đến Hiroshima vào ngày 20 tháng 5 để dự thượng đỉnh G7. Ngoài Tổng thống Mỹ Biden, Tổng thống Ukraine có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida. AFI dẫn Twitter của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 20 tháng 5 cho biết ông cũng đã gặp tổng thống Zelensky tại Hiroshima. Đây là một cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ khi Nga mở cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. AFI dẫn bản thông cáo chung ngày 20 tháng 5 trong đó các lãnh đạo G7 đã kêu gọi Trung Quốc gây áp lực lên Nga để nước này ngừng cuộc xâm lăng Ukraine đồng thời khẳng định muốn duy trì các quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với Bắc Kinh. Các lãnh đạo G7 nhân dịp này nhắc lại là họ vẫn chống mọi hành động quân sự hóa của Trung Quốc ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Hình ảnh bài trên BBC Cùng trong sự kiện này, BBC đưa tin các lãnh đạo G7 phát đi tín hiệu sẵn sàng hậu thuẫn cho Ukraine trong dài hạn. BBC cho biết, mất niềm tin đối với Trung Quốc, với vai trò một đối tác thương mại và ý chí quyết tâm giúp Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga, là những thông điệp chính được các lãnh đạo 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới đưa ra tại thượng đỉnh G7 mở rộng tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Các lãnh đạo G7 gồm Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp, Ý và Canada đã tranh luận về cách thức phản ứng khi cuộc chiến tranh Ukraine bước sang năm thứ hai. BBC dẫn phát biểu của tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi chuyến đi của ông Zelensky đến thượng đỉnh G7 là nhân tố thay đổi cục diện. BBC dẫn nguồn tin từ Reuters cho hay, Tổng thống Mỹ Biden có kế hoạch công bố gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu USD dành cho Ukraine tại thượng đỉnh G7 lần này. Gói viện trợ sẽ bao gồm đạn pháo và bệ phóng tên lửa Hima. Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố, trong khi ưu tiên tức thời là hậu thuẫn cho khả năng phòng vệ của Ukraine, các đảm bảo an ninh dành cho Ukraine cần phải được thiết lập một khi cuộc chiến tranh đã kết thúc, BBC cho hay. Trong khi đó, không lâu sau khi ông Zelensky đến Nhật Bản, Nga đã tuyên bố chiến thắng ở Bakhmut và giờ sau tuyên bố của Moscow, Kiev đã bác bỏ tuyên bố của ông chủ tịch tập đoàn lính đánh thuê Wagner, Jevgeny Prigozhin rằng các binh lính của ông ta đã hoàn tất việc chiếm đóng thành phố này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tổng thống Ukraine đến hội nghị G7 và nhận được nhiều sự ủng hộ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d